Dạ đây kính thưa ông bà cô chú anh chị thân mến, hôm nay mình hữu duyên mình đến thăm chùa Kỳ Quang Hai nha, thuộc Gò Vấp. A Di Đà Phật. Đây là chùa Kỳ Quang Hai, đây nơi đây là nuôi nuôi dưỡng các bé mồ côi nha bà cô chú anh chị. Ông bà cô chú anh chị thấy rất khung cảnh ở đây rất là đẹp nha. Rất là đẹp nha bà cô chú anh chị ơi. Rất là đây rất là mát, thoáng mát ạ. Đây là Đức đây là những cái cây bồ đề, cây bồ đề rất đẹp ạ. Mình sẽ review cho ông bà cô chú anh chị xem qua cảnh đẹp ở chùa Kỳ Quang Hai thuộc Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha. Đây rất là trang nghiêm, chùa ở đây rất là lớn. Chùa đây rất là đẹp, rất là lớn. Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Đây. Đây là cặp rồng. Dạ, đây là cặp rồng ạ. Đây là cặp rồng. Và bên đây là rùa. Đây là ông rùa thần ạ. Dạ. Đây là ông rùa. Đây là rồng ạ. Có hột ngọc nè ông bà cô chú anh chị ơi. Rất là lớn luôn nha, hạt ngọc rất là lớn luôn. Dạ. Rồng rất là trồng vàng. Phía trong đó thì cũng rất là đẹp. Đây là rồng. Trên này nó có cái sân thượng nữa. Mà giờ nắng quá. A Di Đà Phật. Đây có rồng. Thì mình review cho ông bà cô chú anh chị mình xem. Quá đẹp nha. Cái này là đi ra cổng chính đó ông bà cô chú anh chị. Cái này là nếu mà từ cổng chính của chùa Kỳ Quang Hai này ông bà cô chú anh chị vô sẽ gặp ông này trước ạ. Rồi ông bà cô chú đi vô trong thì tiếp theo đây thì mình cũng đây thì vô nó cũng cái ra cái ngay cái cổng trước. Quá trời. Thì đây vô thì A Di Đà Phật. Quá đẹp, quá yên tĩnh. Chùa này thì nuôi dưỡng các bé mồ côi nha bà cô chú anh chị.
Wow. Bây giờ thì 12 giờ trưa, mình cũng để mấy bé nó ngủ, mình không vô được trong mấy bé. Chỉ vô được với làm nói chuyện với thầy một chút thôi. Dạ, thầy trụ trì. Dạ. Đây là quất mẫu Âu Cơ. Đây là quất mẫu Âu Cơ nha bà cô chú anh chị ơi. Và trên này là chánh điện. Dạ. Chánh điện nha bà cô chú anh chị, trong này toàn là màu vàng không. Wow, quá đẹp. Đây có nuôi cá, nuôi đồ. Wow. Đây trong những cái hang này nó có nước, tượng tượng cá chép. Tượng cá chép đồ. Wow, ông bà cô chú anh chị mình nghe cái gió đó. À. Dạ. Vô đây thấy cái tâm rất là thanh thản nha ông bà cô chú anh chị ơi. Đây là cái bắp sen. Ai gì đâu. Dạ. Phía này thì có rồng. Đây thì có chim, chim đại bàng ạ. Chim đại bàng vàng và cái đuôi rồng. Dạ đây. Rất là trang nghiêm nha bà cô chú anh chị. Đây rất là trang nghiêm ạ. Đây mình sẽ vô đây review trong này cho ông bà cô chú anh chị xem. Và mình đây sẽ lên cái chánh điện A Di Đà Phật. Hồ rất là trang nghiêm ông bà cô chú anh chị ơi. A Di Đà Phật. Đây những bức tượng. Wow. Rất là trang nghiêm. Dạ. A Di Đà Phật. Ông bà cô chú mình cùng A Di Đà Phật. Đây là chánh điện. Wow. A Di Đà Phật. Mình sẽ đi vòng cái này. Và trong này có một tượng. A Di Đà Phật. Đây là chùa Kỳ Quan Hoa nha bà cô chú anh chị. Nơi đây là nuôi dạy trẻ các ca bé trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Một nơi thờ cúng rất trang nghiêm. Dạ, rất thanh tịnh.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, nghe bà cô chú anh chị. Hôm nay rất thanh tịnh. Đúng 12 giờ trưa luôn. Mình đến đây bị trưa quá, trễ quá. Dạ, A Di Đà Phật. Cùng A Di Đà Phật, nghe bà cô chú anh chị. Ngôi chùa lớn ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam City nha. Đây là chùa Kỳ Quang Hai nha bà cô chú anh chị. Xin thưa với bà cô chú anh chị, mình lạc vô đây y như mình lạc vào cung điện của vua chúa hồi xưa vậy. Dạ, toàn là một màu vàng, vàng rất là ẩn nha. Dạ. Đây mình sẽ thì review tiếp cho ông bà cô chú mình xem. Trong này có một bức tượng nữa. Đã, cái này mình đứng trên bốn cái tầm cấp nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, nhân bà cô chú anh chị ơi. Chùa Kỳ Quang Hai nha bà cô chú anh chị. Qua cây đa, qua cây đa này chắc mấy trăm năm quá. Cưỡi ngựa là mô Phật. Kính thưa ông bà cô chú anh chị thân mến, đây là chùa Kỳ Quang Hai nha. Dạ. Qua bà cô chú thấy đây có một luồng gió. Ở đây thường xuyên ở ngoài thì nó nắng nóng, mà vô đây ông bà cô chú thấy một cái luồng gió rất là mát nha. Rất là thanh tịnh nha ông bà cô chú anh chị. Mời ông cơ bà cô chú anh chị mình đón tiếp phần 2.
Ông bà cô chú anh chị mình thấy ý nghĩa cho mình xin một like và nút đăng ký luôn nha bà cô chú anh chị.